kia bán nhà ngon. Chả này chả có thời gian mình quen nó. Đây là cao thủ Xuân Ngọc. Tên đầu tiên anh đã bắn vòng 10. Giới thiệu với các bạn, đây là cao thủ Xuân Ngọc. Anh là cao thủ số 1 của tỉnh Phú Thọ. Nay anh thể hiện cái tài năng của mình. Bắn rất bản lĩnh. Đây là tên thứ 3. Mời tên quỳ. Rất tập trung rồi. Ba tên đầu tiên của anh bắn được 2 con 9, 1 con 4 này. Đây là tên thứ 4 rồi nhé. Nếu không nó phải gần xít soát 90 đấy. 88 788. Chào các bạn, đây là nghệ nhân làm nhỏ làm nỏ nhá, Đinh Công Thường. Cũng đồng thời cũng là một vận động viên xuất sắc đây. Hôm nay gặt hái xong rồi thì thoải mái thời gian bắn đi chú. Vâng, cũng thoải mái rồi. Vâng, vẫn đi. Rồi, mời anh em ra xem kết quả nhá. Hỏng mất một tên thôi. Tụm đấy. Chưa, được mời chưa? Tính mời nhá. 1 con 10. 1, 2, 3, 4 con 9. 4 con 9. 1, 2 con 8. 2, 8. 1, 7. 1, 6. 1, 3. Đấy, rút tên 4 con 9 đấy. Cái này đều đấy chứ. Trộm đấy. Giữ giữ cái bia của nó là. Đây là anh. 2 con 10. 2 con đấy hơi lắc tí thôi. Tính con 3 mới đau.
Anh hôm nay có vẻ thể lực anh hơi yếu cho anh phỏng vấn anh ấy. Qua anh hát đến mấy giờ ấy? Hát đến 2 giờ. Thế này bắn ra vòng 3 là đúng rồi.